mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục tử vi tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong tháng 2 âm lịch năm 2022 nhâm dần trong chuyên mục tử vi của 12 con giáp. Và lời nói đầu tiên thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin kính chúc cho tất cả quý vị gặp phúc phận đầy nhà, gặp nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Quý vị thân mến, giới tử vi tâm linh học nhận định rằng tuổi Mùi là một trong những con vật thông minh và khôn khéo nhất trong 12 con giáp. Người tuổi Đinh Mùi không những tài giỏi nhanh nhẹn mà còn giàu lòng vị tha và luôn giúp đỡ những người gặp khó khăn hoạn nạn trong cuộc sống của mình. Những người tuổi Đinh Mùi thì họ cũng rất là ham học hỏi, họ có thể thu thập thông tin của mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà những người này có được kiến thức khá là sâu rộng, hiểu biết nhiều về mọi vấn đề trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Và không chỉ như vậy, họ luôn là người mang lại những niềm vui và tiếng cười cho mọi người xung quanh. Vậy nên trong tháng 2 âm lịch này, họ là một trong những con giáp cực kỳ may mắn, được thần tài chiếu cố và thần Phật độ mạng ban phát tài lộc, hóa giải vận xui cho gia đình tuổi Đinh Mùi. Trong tháng này cũng mang lại cho gia chủ những cơ hội đổi đời, nếu biết nắm bắt chính xác chỉ sau một đêm chắc chắn cũng giúp cho tuổi Đinh Mùi đổi vận. Và trước khi bước vào nội dung chi tiết, quý vị cũng đừng quên ủng hộ chương trình Phong Thủy Gia Cát bằng cách nhấn nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ một nội dung nào mà chúng tôi đăng tải. Và sau đây thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đi vào tìm hiểu nội dung chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 mệnh Thiên Hà Thủy. Tính cách của họ cũng giống như dòng nước, êm đềm, hài hòa, khéo léo và dịu dàng, hiếm khi gây chuyện với người khác nên được mọi người vô cùng quý mến và yêu thích. Họ thích sạch sẽ, gọn gàng, sòng phẳng nhưng lại ưa hoàn mỹ nên nhiều khi bản mệnh phải suy nghĩ cả những điều nhỏ nhặt. Có thể nói người tuổi Đinh Mùi rất trọng nghĩa khí, coi trọng bạn bè. Họ có thể vì bạn bè mà hy sinh bản thân, không tính toán được mất ra sao. Chỉ là tính cách có phần bị ảnh hưởng quá nhiều bởi cảm xúc, ý kiến đưa ra mang tính chủ quan khá nhiều nên cẩn trọng khi tính chuyện làm ăn hợp tác cùng với người khác. Vận mệnh của người tuổi Đinh Mùi khá vất vả, vào tiền vận, phải chờ tới trung vận thì mới có được cuộc sống ổn định, an nhàn. Ngoài ra mệnh chủ không thích hợp kết hôn sớm nên kết hôn muộn thì cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc bền lâu. Tin vui cho người tuổi Đinh Mùi trong tháng này là hầu hết các phương diện đều có khởi sắc, rất đáng mong chờ, đặc biệt là về tài lộc, không chỉ chính tài ổn định, mà bản mệnh còn có cơ hội thu được lợi nhuận rất phong phú ở thiên tài, gia tăng tích lũy tài sản trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, vì tiền bạc đến nhanh nên một số người sinh tâm lý hoang phí, tiêu xài bừa bãi khiến cho tài lộc thất thoát cũng rất nhanh. Về phương diện tình cảm của người tuổi Đinh Mùi, tháng này không thật sự khởi sắc. Gia đình của bạn sẽ dễ xảy ra những tranh chấp cãi cọ không mong muốn, dù trong hoàn cảnh nào thì cũng hãy bình tĩnh để giải quyết mọi vấn đề thấu đáo nhất, chớ nóng vội mà hỏng công việc. Xét về thiên can, đinh âm hỏa gặp quý âm thủy nên gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Đinh Mùi sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần phải chú ý cẩn thận, sẽ xảy ra tranh chấp cãi vã không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận thì có thể dẫn tới chia tay và các vấn đề thì nên cần ngồi lại, chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Trong lĩnh vực sự nghiệp với những người vẫn còn đi làm, con giáp này có năng lực lại biết cách phát huy những thế mạnh của mình nên có thể được cấp trên ưu ái. Tuy nhiên, những người tuổi Đinh Mùi phải kiểm soát cảm xúc của mình cho thật tốt, chớ nên để cảm xúc lọt vào công việc, nếu không thì bạn sẽ phải trả giá đắt và thậm chí là đánh mất vị trí mình đang có. Nên bình tĩnh suy xét mọi vấn đề có thể gặp phải, bởi có những chuyện dù chúng ta không mong muốn thì nó vẫn cứ xảy ra. Chỉ có cách giải quyết tốt nhất chứ không hề có cách nào trốn tránh mãi được. Nếu đã đến tuổi về hưu và theo kinh nghiệm kinh doanh buôn bán tự chủ, sức cạnh tranh tăng lên đáng kể, khó triển khai kế hoạch cũng như là những gì đã tính toán từ trước đó, không có lợi cho việc cải thiện hiệu suất, nâng cao doanh thu. Đó là lý do bản mệnh dễ nảy sinh tâm lý tiêu cực, thậm chí là có thời điểm muốn buông xuôi, mặc kệ tất cả. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an.
Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Đinh Mùi để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Vận tài lộc của người tuổi Đinh Mùi không khởi sắc trong tháng 2 âm lịch này. Xem tử vi cho thấy bản mệnh mặc dù công việc tiến triển tốt, nhưng thu nhập cũng chỉ ở mức đủ ăn, đủ tiêu. Người làm công ăn lương có thể sẽ có thêm những khoản thưởng nóng, giúp bạn cải thiện phần nào cuộc sống của mình. Tuy nhiên, vẫn cần phải chi tiêu tiết kiệm khoa học để tránh việc mất mát tiền bạc vào những việc không thực sự cần thiết. Người làm kinh doanh có thể thu được những khoản lợi nhỏ. Thời điểm này, chuyện làm ăn khó bề phất lên do có nhiều yếu tố cả chủ quan và khách quan. Việc chi tiêu trong tháng cũng cần phải tính toán cho thật khoa học, chớ nên tin người thái quá để rồi tiền mất tật mang. Ai xứng đáng chi tiền thì mới cho. Đồng thời tránh việc vung tiền theo sở thích và hứng thú nhất thời kẻo hao tổn khoản tiền lớn. Tháng này, khi quyết định đầu tư vào lĩnh vực nào đó phải hết sức thận trọng kẻo tiền mất tật mang, gây hậu quả khôn lường. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của những người tuổi Đinh Mùi có thể không tốt vào tháng này. Sự nghiệp bận rộn sẽ khiến bạn lo lắng hơn và dễ thức khuya hút thuốc cũng như uống rượu. Điều này sẽ ảnh hưởng rất tệ cho sức khỏe của bạn. Bạn nên giữ thái độ tích cực, chuẩn bị đầy đủ và chờ đợi cơ hội. Bạn dễ mắc các chứng khó chịu về đường tiêu hóa, cảm cúm, sốt cao do thời tiết thay đổi, tiềm ẩn những mối nguy ở tim mạch. Cần phải kiểm soát cảm xúc thật tốt, tránh xúc động mạnh kẻo dễ bị đột quỵ. Các quý gia chủ tuổi Đinh Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Đinh Mùi. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Về phương diện tình cảm của người tuổi Đinh Mùi, tháng này không thật sự khởi sắc. Với những người độc thân, mặc dù đã một vài mối nhân duyên sẽ đến với bạn, nhưng tất cả đều không thành do tính cách của bạn không hòa hợp được với đối phương. Bạn cẩn trọng tỉ mỉ nhưng không nhiệt huyết, ga lăng. Tuy vậy cũng không nên buồn chán hay có những suy nghĩ tiêu cực, chỉ là duyên chưa tới mà thôi. Với những người đã có gia đình, xung đột tranh cãi xảy ra liên tục, cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là bình tĩnh trao đổi với người bạn đời của mình để tìm ra điểm nhất quán. Tuyệt đối không áp quan điểm bảo thủ của bạn khi có mâu thuẫn. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão, năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim Bạc Kim. Tháng Mão lục hợp Tuất, tam hợp Mùi và hợi thành Mộc Cục, xung Dậu, Hình Tý, hại Thìn, phá Ngọ và tuyệt thân. Đối với người tuổi Đinh Mùi, trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 11 tháng 2 năm 2022, tức ngày 13 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Sửu, có nạp âm là Hải Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 23 tháng 2 năm 2022, tức ngày 25 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Sửu, có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Đinh Mùi trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 4 tháng 2 năm 2022, tức ngày 6 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Ngọ, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 16 tháng 2 năm 2022, tức ngày 18 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Ngọ, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ.
Ngày âm lịch, ngày 28 tháng 2 năm 2022, tức ngày 30 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Ngọ, có nạp âm là Dương Liễu Mộc. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm thì vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của Phong Thủy Gia Cát thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Và từ đó thì chúng ta sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp đến. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với Phong Thủy Gia Cát trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo được phát sóng trên kênh Phong Thủy Gia Cát.